ăn được seri xanh không? Nếu mà muốn chín là phải chịu khó leo lên trên chút. Dạ đúng rồi. Em ăn được 3 trái rồi đó. Em ăn được 3 trái rồi đó. Đó, cái đó đó. Chưng của Củ Chi đó là bò kho cơm cháy này, cà ri gà, và đặc biệt đây là một món mà mỗi lần mà xuống Củ Chi mọi người không có thể từ chối được món này, đó chính là món cháo dựng bò nấu với khoai mì. Bên cạnh đó thì có thêm là món chân gà sao tắc nữa. Đây là những món rất là gần gũi với người Củ Chi, cho nên là bữa nay cả nhà mình tới Củ Chi thì sẽ ăn món Củ Chi. Đây là toàn là chính tay Hùng tư vấn và thực hiện.